Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp, chúng ta cùng nhau thực hiện món bánh bông lan bơ. Cách làm thật là đơn giản nhưng rất là ngon. Rồi, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Để thực hiện món bánh bông lan bơ, chúng ta cần có 160g bơ, 160g đường, 4 quả trứng gà, 40g sữa tươi, 6g nước cốt chanh và nước vani, 180g bột mì đa dụng, 5g bột nổi, nửa muỗng cà phê muối. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Cả nhà thân mến, trước khi chúng ta quậy bột để làm bánh bông lan bơ thì cái vấn đề quan trọng nhất là lò nướng bánh. Bây giờ chúng ta phải bật lò nướng bánh lên trước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng nhiệt độ 180 độ C. Và trên tay của Thông đang cầm một cái đồng hồ đo nhiệt độ trong lò nướng. Thông đã bị thất bại rất là nhiều lần vì lý do là cái lò nướng của nhà Thông nó cũng không có được đo cái nhiệt độ chuẩn. Cho nên là những cái bánh cần đúng nhiệt độ, nhiều khi mình mở lò mà lò của chúng ta chưa đủ nhiệt độ mình cho bánh vào nên đôi lúc bánh bị chai, rồi đôi lúc bánh bị không nở. Thì từ lúc mà Thông mua cái đồng hồ đo nhiệt độ trong lò nướng thì Thông cảm thấy rằng là rất là chắc chắn. Vì sao? Là khi chúng ta gắn cái đồng hồ này vào trong cái lò nướng đó thì nó sẽ báo cho chúng ta bao nhiêu độ C và bao nhiêu độ F. Mình canh đúng nhiệt độ rồi lúc đó mình cho bánh vào và mình canh thời gian thì Thông bảo đảm với cả nhà là những ổ bánh khi nướng xong chúng ta sẽ cảm thấy rất là ưng ý. Vì vậy là những quý vị nào, các cô chú, các anh chị và các bạn nào mà yêu thích làm bánh thì chúng ta nên mua một cái đồng hồ đo nhiệt độ để vào trong lò nướng. Nó rất là rẻ cả nhà, mà nó lại chắc chắn cho mình là khi mình nhìn vào là mình biết nhiệt độ trong lò nướng hiện bây giờ nó là bao nhiêu độ C. Rồi, bây giờ Thông sẽ bật lò nướng và Thông sẽ treo cái đồng hồ đo nhiệt độ này vào trong lò nướng đây. Và ngày hôm nay thì Thông sẽ đánh trứng bằng cái cây phới lồng này. Đầu tiên, Thông sẽ cho 160g bơ vào trong thau thủy tinh. Và cả nhà nhớ dùng Thông là bơ chúng ta sẽ để nhiệt độ phòng nhé cả nhà. Rồi bây giờ cả nhà hãy sử dụng cái cây phới lồng này, chúng ta sẽ dầm bơ ra. Sau khi cả nhà đã đánh bơ cho nó tan ra rồi đó thì chúng ta sẽ cho vào trong cái thau bơ này 160g đường. Thông sẽ cho đường vào trong này. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ trộn đều đường và bơ cho hòa quyện vào với nhau. Bốn quả trứng gà thì Thông sẽ sử dụng 2 quả trứng gà Thông lấy nguyên, tức là 2 lòng đỏ và 2 lòng trắng, còn lại 2 quả trứng gà thì Thông chỉ sử dụng 2 lòng đỏ. Bây giờ Thông sẽ cho từ từ 2 trứng gà vào và Thông cũng trộn đều lên cho nó hòa tan vào trong bơ và đường. Và tiếp đến là 2 lòng đỏ trứng gà. Chúng ta hãy
quậy cho nó đều lên, cho nó hòa tan trứng gà, bơ và đường. Và tiếp theo Thông sẽ cho 6 gram nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê nước vani, và Thông sẽ quậy cho nó đều lên. Tiếp theo Thông sẽ cho bột vào trong một cái rây, 180 gram bột mì, 5 gram bột nổi và nửa muỗng cà phê muối. Thông sẽ rây từ từ bột vào trong cái thau trứng này, và chúng ta bắt đầu quậy cho bột, trứng, đường, bơ hòa quyện vào với nhau. Và bây giờ Thông mới cho 40 gram sữa tươi vào trong thau bột này. Và vì sao Thông lại không cho sữa tươi vào lúc đầu mà bây giờ Thông mới cho? Cả nhà có biết lý do tại sao không ạ? Là tại vì sữa nó thuộc dạng nước. Mình mà cho sữa vào sớm quá thì bơ nó gặp nước, nó sẽ váng lại thành viên. Vì vậy, cả nhà hãy làm theo cái cách của Thông. Vì lần trước á, là Thông cho sữa vào, sau khi mà Thông cho đường á, Thông cho sữa vào, và khi Thông cho sữa vào, Thông trộn bơ, đường, sữa, thì Thông thấy rằng là cái thành phần sữa và bơ của Thông, với trứng của Thông đó, là nó bị váng, nó không có được mềm mại như thế này. Vì vậy là cả nhà hãy làm theo thứ tự giống như Thông đó, thì Thông bảo đảm rằng là những cái bánh của cả nhà đó bột rất là ngon. Đây, cả nhà thấy là bột của Thông hiện bây giờ là tuyệt vời rồi đây. Bây giờ chúng ta hãy đảo thêm một chút xíu nữa, rồi chúng ta sẽ cho bột vào trong khuôn nhé. Bây giờ chúng ta sử dụng cái cây vét bột, chúng ta trộn lại thêm một lần nữa. Rồi, bây giờ Thông sẽ cho bột vào cái bao bắt bông kem. Đây là cái bao mà mọi khi Thông hay cho kem vào để Thông bắt bông kem đó. Cả nhà hãy cho bột vào trong này. Rồi, bột Thông đã cho vào trong cái bao ni lông để Thông nặn vào trong khuôn cho nó dễ. Cả nhà hãy sử dụng một cọng dây thun đó, chúng ta cột nó lại. Và ngày hôm nay thì Thông sẽ cho vào trong hai cái khuôn ngôi sao và hai cái khuôn trái tim. Bây giờ Thông sẽ cắt cái bao ni lông nè. Rồi bây giờ Thông sẽ nặn bột vào trong khuôn. Bột Thông đã cho vào trong khuôn rồi, bây giờ Thông sẽ đặt những cái khuôn này vào trong lò nướng nhiệt độ để nướng những cái bánh bông lan bơ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng nhiệt độ 180 độ C, thời gian nướng bánh 20 phút. Chúng ta sẽ sử dụng lửa trên và lửa dưới, và Thông sẽ để những cái khuôn bánh này ở tầng thứ tư, từ trên đếm xuống, tầng cuối cùng đó cả nhà. 10 phút nướng bánh đã trôi qua,
Cả nhà thân mến, bánh bông lan bơ Thông vừa nướng xong. Hiện bây giờ thì nó đang còn nóng, Thông chờ cho nó thật là nguội. Và Thông sẽ gỡ khuôn ra, rồi sau đó Thông sẽ cắt bánh bông lan bơ mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. Tan tan, cả nhà ơi, bánh bông lan bơ Thông đã làm xong rồi đây. Bây giờ Thông sẽ cắt bánh bông lan bơ ra để Thông mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. Đây, bây giờ Thông sẽ cắt cái hình ngôi sao nè. Đây, bánh bông lan bơ Thông đã làm xong rồi đây. Cả nhà thấy ngon chưa? Thông bẻ cho cả nhà xem nè. Đó. Rồi bây giờ Thông xin phép cả nhà cho Thông nếm thử một miếng nè. Độ ngọt vừa phải. Rất là ngon. Bánh rất là xốp cả nhà. Rất là ngon, rất là béo. Thơm lắm cả nhà ơi. Rồi Thông xin chúc cả nhà sẽ thành công với món bánh bông lan bơ này nhé. Cả nhà thân mến, món bánh bông lan bơ Thông đã làm xong rồi đây. Cách làm thật là đơn giản nhưng rất là ngon. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. Và Thông cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video của Thông. Và để ủng hộ kênh của Thông trên YouTube, xin cả nhà hãy like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!